tao nói tao gặp tao đụng tao còn lấy u má đó. Tao lấy cái đồ tao che vậy đi. Mà nó xấu hổ rồi chết nè. Sao kỳ che mặt cô? Sao đi che mặt? Xấu hổ mà che. Chứ đưa mặt cho chửi. Họ quăng bị có công an có nó giục đá gì cho ba tiếng gà vô gì chứ. Mà ví dụ cậu mắc rồi ở chung đó, con cháu ở chung cũng đâu có sao đâu ha cô, mà đi làm vậy chi ha? Ăn lẽ thời gian. Thời gian ví dụ ổng mất chuyện năm đi. Rồi hả con kia nó có tiền bạc nó cho tiền mua nhà khác ở. Mà cũng là quá tốt. Hết quay rồi. Không chịu. Hết quay rồi. Để đang quay là ăn phụ hả? Có nhiều dành ăn. Cháu. Vậy là muốn ăn trọn hả con? Thì muốn ăn tính ý à. Mày là con nuôi tao là em ổng với cháu ổng ăn ăn cục ức. Con nuôi mà có giấy tờ người ta ấy có quyền. Con nuôi nuôi chứ trong giấy tờ giấy tờ nhà nước chấp nhận là giấy tờ là con ruột mà. Mà ý ta nói vậy con nuôi mà giấy tờ con nuôi cũng vậy mà nó có giấy tờ nó có vô hộ khẩu. Còn mấy đứa kia làm gì có hộ khẩu đó. Không có hộ khẩu mà đòi dành nhà hả con? Không hộ khẩu, kêu rằng đi vô tạm trú nó không làm. Vũ Linh nó khôn nó không làm. Nó làm vợ con cười lon mới chết nè. Nó cũng không làm được, chỉ có tạm trú thôi. Còn ta ở trong hộ khẩu chứ chính công rồi. Ta hộ khẩu là người ta có quyền hả con? Ừ, chứ sao? Bây giờ mày thấy bây giờ còn sống nè. Ví dụ con cái cháu rác của con nè. Bây giờ cha mẹ, bây giờ tức đứa này làm đứa kia, cho nó hộ khẩu. Con cũng không có quyền cãi với nó được. Thấy không? Tao nói đúng không? Dạ đúng rồi. Giờ hai ba thằng em con, bây giờ thằng nào mới tin tưởng, ba tin tưởng. Đưa thằng đó đứng với ta rồi. Nó hưởng cái đó. Nó anh em nó thương lượng nhau nó cho gì được không cho có quyền của nó mà ăn uống vậy mà giờ cũng còn giành giật tới con của cậu luôn ha con. Thì bởi vậy đó mà thấy ông nói là mẹ mày hết 5 căn nhà với cậu bảy mày đó nó 5 căn nhà 1.000 lượng vàng ít quá như đó thấy mình thấy muốn xỉu giờ mình chưa thấy được 10 cây vàng á. Đây những cây vàng, hai ba cây vàng, giờ hai cây vàng thì mừng chết. Đừng nói tới mưa, tới ngàn. Câu sáu của nó bức xúc. Ghê luôn. Chỉ thẳng mặt, sao bảo. Tức. Chỉ của người ta mà mình phải tức. Dạ. Mà tại cái gì công bằng thôi. Vô lý quá nên người ta mới tức hả con? Ừ, sao? Ví dụ giờ nên hồi nói nó nói vậy bây giờ để cho con cháu nó ở đi. Rồi sau này nó có bán bên kia nó có cho được nhiêu cho mình hưởng, còn không thôi. Cái mắt giống gì mà nó dành nó ăn được không mà dành. Dạ. Dành cho bắt nhỏ đi hầu tòa, đi ra đi vô. Lại lúc mà dành giật đó là còn đi ra hầu nữa đó, nó còn đi hai ba lần rồi đó. Lúc mà dành giật đó là từ hồi lúc nào luôn cô? Chết. Chết rồi á. Chết rồi rồi mới giận nó đem giấy tờ ra ngoài ấy rằng nó làm giấy tờ cho nó dành cái nhà đó. Ai giận con á nó đem ra trước đó rồi. Nó không động viên đình chậm ra đâu mà cậu năm cậu làm trước giấy tờ nó được hết cho nó con nó rồi chứ mà không có chết không cho để đó là tụi kia nó lụm hết nó đem về nhà bên chồng á cắt cậu năm nó cũng không lợi thôi mà nhưng không nói được bây giờ nói ra thì tụi nó họ kia bây giờ làm vậy á không cho nó ấy cũng được phần nào thôi chứ còn giấy tờ trên Thủ Đức nó cũng nói lắm chứ ai lắm nó không nắm được mình vô cái cu ông cu hồn các lãng vô xé mà cái đó nó ăn á bởi nó tụi nó cha nó biểu con giấu cho kín giữ cho kín không đợi để đâu chứ đừng để ở nhà này không được nhà con con được giờ cũng gửi đâu đem để nó con giấu sao mà con không được biết cứ để thì mấy cô mày đừng hết ra nó biết trước chị nó chứ không phải biết mà giờ nói không được đó mà bên em bên con mà ha các cô bên này em nó thứ năm thằng con kia câu sáu thằng thứ bảy nó ăn hết bao nhiêu cây vàng đó giờ tới cậu mắt mà cũng còn giành giật hả con thì đó mắt giành giật giờ tí nó hồng loan con nuôi người ngoài cháu nó ăn là ý nó hồng phượng họ khác họ đó không họ chứ không phải chị hồng phượng là họ giỏ luôn hả con giỏ rồi giỏ chứ quay sắt
chồng nó bên cha nó người khác làm sao họ họ dở được. Vậy mà hổm giờ con thang nghe ông chị ông Phượng kêu bằng cậu cậu con tưởng đâu chung họ chứ. Ông sao đâu có chung họ con. Bác mới chung họ. Giờ đây nè. Con với bà. Dạ. Vợ hả? Đó anh, đây em. Ta có chồng họ người ta chứ đâu họ con được. Dạ. Nói vậy có chú bác á. Cùng chú bác họ còn họ chứ. Còn cô cậu là không có. Có con bùm bùm chứ thằng gì. Tôi quên tên thằng đó, có con bùm bùm á. Bùm bùm thì họ võ. Con có thằng thứ bảy. Vậy là con của cô, ông bảy mới là chung họ. À, chung họ với mà chú Linh này. Bởi vì nó dặn con á, nếu mà sau này cái nhà này con không bán được, bán Thủ Đức được. Cho ông bùm bùm mớ tiền với thằng gì em bùm bùm hay chị bùm bùm gì đó hay đó không biết anh em đó ai đứa trai đứa gái con cho như cho quyền con chứ ba không có nói bao nhiêu hết bùm bùm với Tiểu Linh Vũ không biết Tiểu Linh Vũ rồi con cho nó nhiêu cho quyền của con cũng muốn cho nhiêu chứ ba không có nói trước được biết bán nhiều thì mình nói trước bây giờ 45 tỷ chưa nhúc nhích đó bà. Còn bây giờ là anh nhiều con tim mà qua cái dịch này nè, qua cái 23 này nè, nó bán cậu biết bao nhiêu tiền? 3.007 mét vuông. Tay ở tới nước chạy chứ. 3.007 mét vuông đất á hả cậu? Đất. Đất nó cắt cái biệt thự trong ta nữa. Dữ lắm luôn á. Cái đường nó bự như vậy này à. Đó, bự. Cái cổng của nó bự tới cha mà đường vô tao nó thời dòm thấy mất được. Người ta mất cái điện thoại cho tức chết, điện thoại nó hư rồi được tức quá trời đó. Tiêu dạ, quá trời giờ nếu mà tính ra mà tiền của cậu đi hát là biết bao nhiêu tiền biết mà nói bao nhiêu tiền nữa một đêm á cái nó diễn nó khen nó tới tiền riêng rồi nó dạy nó tiền riêng nó hát một đêm 15 triệu trời đất coi trời tao giỏi nếu về tụi bay đâu biết đâu thì hồi năm 90 mấy 28 mấy cô bây giờ người ta không biết hồi nó còn sống tao không biết nó hát 15 triệu ngày 15 triệu mà thời đó chắc lớn thì không thì nó lớn bởi vì ta nó mới sốc vàng vô chỗ nó ăn hết á mới sắm cơm cả ngàn cây tại như mình 2-3 cây chưa có 10 lượng vàng mà cái con khùng đó cái con ấy sao nó cũng hồi nó bệnh nó quạng nó cũng nó để cho con kia cầm 3 cái chìa khóa vô mấy cái sắt cái đụng mẹ nó nuốt hết trơn chết thề má có tiền mà không biết xài, không để cho con xài, không cho được con gì chứ. Chỉ đưa cho cái bà đi nuôi nó, có tiền thôi. Không cho được cái gì hết, rốt cuộc vậy con.